Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston, thuộc phủ tỉnh Thánh Vincent Liêm, dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Đa Minh Nguyễn Trinh Quang, thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là thứ hai tuần thứ tư Phục Sinh. Giờ đây xin mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan chương 10 từ câu 1 đến câu 10. Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào rằng chiên nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Kitô, Ngài đã nhận Ngài là cửa cho chiên ra vào. Cửa là để đi ra, đi vào, như cửa của một căn nhà hay cửa thiên đàng. Ngài đã nói ai qua tôi mà vào sẽ được cứu. Qua Đức Kitô là hợp nhất với Ngài, là nghe và thực hành lời của Ngài, là được Ngài hướng dẫn để bước theo Ngài. Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào. Ngài là Chúa chiên lành, luôn chăm sóc đoàn chiên được no thỏa bên dòng suối mát, trên cánh đồng cỏ xanh tươi. Là con chiên của Chúa, chúng ta không phải lo lắng gì, vì Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng và nhân hậu. Đức Kitô, Ngài đã đến trần gian để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Lạy Chúa, xin cho con sống trong đoàn chiên của Ngài, không bao giờ bỏ đàn chiên đi xa. Xin Chúa cho con biết nhận ra tiếng của chủ chăn để được sống và sống dồi dào. Lạy Mẹ Maria, xin cho con là những con chiên ngoan hiền, để mai sau được ở nơi vĩnh phúc muôn đời. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse chúc lành cho quý ông bà anh chị em một ngày đầy ân sủng của Thiên Chúa và bình an xác hồn. Amen. Ngài soi tôi.